Ok. Ok, xin chào các bạn. Mình là anh Giang Âm đây. Thì mình vừa mới chơi bóng rổ xong. Đây là sân bóng rổ ở trường trường chuyên gì ta? Trường Trung học phổ thông chuyên Long An. Thì ở Long An thì sẽ có là hai nơi để chơi bóng rổ, mấy bạn có thể chơi bóng rổ miễn phí. Đó là một là ở sân vận động, hai là sân ở trường chuyên bóng rổ trường chuyên Long An nè. Chú không vậy? Ok. Thì mấy bạn bạn nào có ý định muốn chơi bóng rổ á thì các bạn có thể ra đây chơi. Buổi chiều vào lúc khoảng 4 rưỡi 5 giờ. Và hoặc là ngày nghỉ là 4 giờ sẽ có mấy bạn kiểu như cấp 2, cấp 3 chơi bóng rổ ở đây. Hồi nào muốn mà tham gia thì ra đây chơi. Mọi người đều welcome hết. Thì nói về bóng rổ thì Long An bóng rổ ít phát triển lắm. Thường thì chỉ có một vài người biết bóng rổ khi mà họ lên thành phố thôi. Thì số lượng theo đuổi đam mê cũng không nhiều. Phải gọi là không nhiều tại vì á những người mà học bóng rổ ở Long An á họ chỉ là chơi cho biết thôi chứ họ không có theo một cái nhóm một cái hội nào đó hết. Thì họ chỉ học một khóa hai khóa vài vài tháng để cho biết chơi bóng rổ thôi để có sức khỏe cho thôi chứ không có gọi là theo đuổi lâu dài. Nhưng mà ở nhóm tụi mình á thì nhóm tụi mình có một vài anh giống như trong clip hồi nãy á, một vài anh đã chơi bóng rổ rất là nhiều năm rồi. Rồi cũng có chỉ một vài bạn. À, hôm nay là ngày 1 tháng 5 nè. Vào đúng một năm trước luôn là mình cũng có quay một cái video. Quay một cái video clip. Chà, động quá. Vào đúng một năm trước thì mình cũng có quay một video clip thì cũng được nhiều bạn ủng hộ. Rồi các bạn hỏi là tại sao mình ít ra video vậy? Cũng có một vài bạn nói với mình là nhìn xem clip của mình rồi nhớ quê hương quá. Nhưng mà thật sự là mình không có thời gian nhiều ở Long An. Mình thường làm vào khoảng buổi chiều với ban đêm mà cho nên là ít về được Long An vào ban đêm á. Ít ở đây vào ban đêm á. Rồi quay lại về bóng rổ nha. Thì bóng rổ ở Long An á chỉ có một vài anh thôi, có thể là nói là đếm trên đầu ngón tay là có đam mê bóng rổ và truyền đạt cho những bạn mà thích chơi bóng rổ. Gọi là nếu bạn các bạn đó có đam mê là sẵn sàng tụi mình có thể chỉ dạy luôn. Thì nếu các bạn nào muốn chơi bóng rổ, muốn có thể lực hoặc phát triển chiều cao gì đó, mấy bạn có thể là ra chơi tham gia với tụi mình ở trường Trung học phổ thông chuyên Long An nha. Mấy bạn có thể ra đó rồi xin vô chơi, tụi mình welcome hết. Ok ha. Ok. Chào mấy anh. Đây là con đường mà mình sẽ đi vào con đường đúng hôm bữa đúng cái một năm trước mình đi luôn. Thì cái clip của mình đúng một năm trước á, đi sẽ có một vài cái clip mình đúng một năm trước mình đi á là có một vài admin của trang Long An dân Long An gì đó hoặc là Long An quê hương tôi gì đó lấy về đăng lên cũng không có inbox mà gì mình, nhưng mà họ có ghi nguồn cho nên là mình cũng không không nói gì hết.
rồi sẵn đây mình cũng góp ý luôn là mấy cái bay á, là nếu mà các bạn có lấy video của mình á thì nhớ thông báo cho mình, rồi nói cho mình biết về cái content mấy bạn có muốn sửa, các bạn muốn sửa video mình như thế nào á thì nói content cho mình biết, mình đồng ý, rồi các bạn hãy sửa ha, đừng có sửa lung tung, mình không thích như vậy. Mình làm đồng ý là mình làm cho vui thôi, nhưng mà nếu mà lấy hình ảnh của mình mà đi làm lung tung như vậy thì mình không thích. Nếu mà mấy bạn có ghi lấy video của mình á thì hãy ghi nguồn ở thẳng trong video luôn, đừng có ghi ở phần description, phần mô tả ha. Hôm nay là ngày 1 tháng 5 thôi, thì Long An ngày lễ cũng không có gì gọi là đặc biệt. Vincom, đây là Vincom. Ok, bây giờ mình sẽ dắt mấy bạn ra chợ đêm Long An nha. Một năm trước là mình có quay rồi, hôm nay một năm sau mình quay lại, không biết nó có thay đổi gì không kha. Đây chợ đêm Long An, đó là lộn, chợ đêm Tân An. Có thay đổi, nếu mà có thay đổi thì mấy bạn nhìn vô có thay đổi thì mình thay đổi góc quay thôi. Mình thay đổi góc quay. Mình thay đổi góc quay. Xin lỗi các bạn nha, mình mới kéo kính xuống để các bạn nhìn thấy rõ hơn. Xe mới mua luôn. Đây là chợ đêm Tân An nè các bạn. Vậy bên kia là cái đường mà mua bánh tráng ngon nhất Long An, mà mình có một cái video nói về nó, các bạn có thể xem video ở phần chữ Y trên màn hình nè. Bây giờ mình sẽ quẹo vô chợ đêm bán đồ quần áo ở Tân An nè. Trời, bán khô mực. Chợ hôm nay cũng không có đông lắm. Hôm nay là ngày mà mọi người đã đi lên thành phố rồi, cho nên là ở Long An cũng không đông mấy. Chỉ có trên đường quốc lộ là đông thôi, còn mấy cái khu vực này thì nó sẽ không đông. Tốc xíu nha, mấy khúc này mình tua xíu ha. Mình đeo cái camera trên đầu á, mọi người nhìn mình, mọi người cứ ngó hoài, thấy lạ. Mấy đứa nhóc cứ ngó mình. Đó, giờ chợ chợ đêm Tân An có nhiêu đó thôi. Còn gì nữa ta, Tân An có gì hấp dẫn không ta? Chơi. Mình sẽ thay đổi lịch trình video, không giống video một năm trước nha. Mình sẽ thay đổi lịch trình xíu. Mình sẽ đi vô, đây là khu vui chơi của thiếu nhi. Trời. Ghê không? Ở đây thì mình không ra nhiều cho nên mình không biết là ở đây có đông hay không.
Ôi, xe điện đụng nè. Cũng gọi là không đông lắm. Thiếu nhi ở đây mình nghĩ một á là sẽ ở nhà bấm điện thoại, hai là sẽ ba mẹ sẽ dắt đi siêu thị mua đồ gì đó hoặc là chơi những cái trò game ở trong siêu thị thôi. Mấy trò ở đây thì ít. Ở đây là công viên phường 3. Phường 3 ở Tân An nè. Là công viên phường 3 Tân An. Thường thì mấy bạn sẽ ra đây ngồi uống nước, chém gió đồ. Không khí công viên thì rất là mát. Bên kia sân bên ở bên kia có sân tennis. Đây. Ngồi ở đây uống trà sữa đồ. Bên đó là sân trượt patin á. Ở trong đó tối hù đó, thường thì sẽ có những cái cặp đôi ngồi chẹp với nhau thôi, ngồi nựng với nhau. Cho nên mình sẽ không quay ha, phản cảm lắm. Rồi bây giờ mình sẽ chạy ra nha. À, trước mặt mấy bạn là trà sữa Xì Phố, hình như là trà sữa Xì Phố đã mở thêm chi nhánh 4 rồi. Chi nhánh 1, chi nhánh 2, chi nhánh 3, chi nhánh 4. Xì Phố nằm trên một con đường. Đây là con đường Hùng Vương. Đây là quán trà sữa công viên. Tân An cũng nó gọi là nhịp sống ở đây á bình thản, không có nhộn nhịp như là ở Sài Gòn. Cho nên là cũng thấy vui. Không phải vui mà là gọi là bình thản á. Mọi người sống từ từ, chậm chậm. Ok, bây giờ mình sẽ quẹo qua đường gọi là đường gì ta? Đường bờ kè hả? Không phải đường bờ kè. Đây là gọi là ở đây có một cái khúc cua mà hồi xưa người ta gọi là khúc cua tử thần đó. Là nó khúc cua cụ nhỏ. Đẹp. Đường này đây ngon lắm mấy bạn. Mình thích nhất là cái quán ấy lộn, mình thích nhất là cái món mà cá điều hồng chi xù cuốn bánh rang trời ơi, bán không hai luôn. Nghe mới nói thôi chảy nước miếng rồi. Trên con cá chi xù mà ở trên đó nó có mấy cái vảy mà nó giòn giòn, đó là một lớp mỡ hành, có những cái mỡ trên đó nó giòn giòn như tan nữa. Béo trời ơi. À, cái con đường alo 1 2 3 4. Rồi ok, cái con đường phía sau hồi nãy mấy bạn là bệnh viện tâm thần. Rồi đây là trường trung học phổ thông Tân An. À, ban đầu cái đầu clip đó hồi nãy mình có chạy qua trường liên gì đó, không kịp quay ra sửa một lần quá. À, đây là quán bánh tráng ngọc 37, một trong những quán cũng ngon nhất ở Long An nha. Thì bánh tráng này nếu mà các bạn
nghe được mùi nè, ăn được nước mắm á, tại vì tới đây được nước mắm nhiều hơn, ăn được mùi, nghe được mùi nước mắm á thì cảm thấy bánh tráng này rất là ngon. Đây là quán hủ tiếu, quán này lúc nào cũng thấy đông. Rồi bây giờ mình sẽ chạy qua bên bờ kè, nghe nói bờ kè mới mở thêm hay gì á, để mình chạy qua đây xem coi. Thank you. Em mình nghe nói, mình thấy trên fanpage của gì vậy? Không nhớ là tên gì, fanpage ở Long An á, là đoạn đường này có mở thêm một đoạn bờ kè, để mình chạy xem thử coi nó ra sao. Chà, đông dữ ta. Đây là cầu sắt Tân An nè các bạn. Đi hướng này là lên Sài Gòn nè. Còn bên đây là chợ phường 2 Tân An. Chợ phường 2 ở Tân An. Chợ hình như là chợ mới. Chợ mới chợ phường 2 Tân An. Ok hết rồi. Cuối quán có quán ốc kìa. Thôi mình quay lại đi, thấy nó không có vui, không có đông vui, mình quay lại đi. Rồi thì quay lên đây là các bạn sẽ đi Tân An nè, đi lộn, đi lên Sài Gòn. Quẹo xuống đây thì các bạn sẽ đi về miền Tây, về Mỹ Tho, Cần Thơ. Nguyên một vàng loi, chà bá. Coi bên đây nó bán cái gì ha. Về vậy khác. Rồi. Cũng được. Lấy đó. Mà nói chung là bạn bè ở Long An của mình thì không có nhiều, cho nên là với lại nhà mình xa thành phố nữa, cách thành phố 7 cây lần, cho nên là mình phải về sớm. Chà, người ta lên Sài Gòn quá trời kìa, các bạn thấy không? Mình nhắc lại là hôm nay là ngày 1 tháng 5 nha, một năm trước mình cũng đã quay video đi một vòng Tân An rồi. Đây là cái bưu điện Tân An nè.
giờ. Bên kia là đường một chiều, sẽ đi bên đây. Có chiếu phim nữa, không thấy để bản gì đó. À, rồi, mà tại máy quay mình hết pin á, mình không biết, mình mới thay pin mới, bây giờ mình phải quay lại cho các bạn một lần nữa. Bây giờ mình phải vừa sạc vừa xài nữa. Mình đem hai cục pin, mà một cục thì quay bốn rổ á, hết pin, còn lại thì còn 80% mà mình phải vừa sạc vừa xài, vừa sạc vừa quay cho mấy bạn xem. À, quên giới thiệu nữa, bên phải đó mấy bạn là sân vận động, trong đó có sân bóng đá, hồ bơi với lại sân bóng rổ. Rồi, đây là cột mắt. Còn bên phải là Vincom đó. Chà chà, có mấy bạn ở đó chơi trò chơi kìa. Chơi gì vậy? Chơi nhảy dây hả? Ở đây có Pizza Hut nữa. Ghê thật. Đây có Zoom Area kìa. Rồi, bây giờ vô bên trong Vincom nha. Dễ thương vậy. Đù đù. Đây có công cha nè. Trời ơi, mới biết luôn. Ở đây có công cha. Xịn sò, xịn sò. Ok. Vậy là mình đã đi được gần một vòng Long An rồi đó. À, không, mình đã đi được gần hết một vòng thành phố Tân An. Thì thành phố Tân An nó cũng nhỏ à. Mấy bạn đi muốn đi hết cái đường này thì nửa tiếng là xong rồi. Nửa tiếng là đi hết mấy cái đường này rồi. Thì mình chỉ quay được có nhiêu đó thôi. Thì ok chắc mình sẽ kết thúc clip tại đây ha. Nếu mà các bạn có ý kiến gì về video, ví dụ như là content làm video tiếp theo là gì, hoặc là mình
cần chỉnh sửa gì khi làm trong cái bị cần chỉnh sửa gì trong cái video này á, thì các bạn hãy cứ comment bên dưới, mình sẽ nghe hết, mình sẽ tiếp thu hết để làm những video sau thôi thật là tốt hơn ha. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều. Nhớ nhấn nút like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Bạn có xem phim mình thì nhớ comment phía dưới cho mình biết nha.